Ok, xin chào các em và bây giờ chúng ta lại tiếp tục với phần listening ở phần skill 2 nhé. Rồi, bây giờ chúng mình cùng xem bài tập ngày hôm nay có gì nào. Ok, listening. Nick, parents là bố mẹ của Nick thì are describing their rooms là đang miêu tả cái phòng của họ at the hotel, miêu tả cái phòng ở ở khách sạn đấy. Listen and draw the furniture. Nghe và vẽ và nối cái nội thất, furniture là nội thất, in the correct place. Ok, nghĩa là như nào đây? Bây giờ mình có door là cái cửa này. Đây là cái window là cửa sổ. Window ở đây cũng là cửa sổ nữa. Vậy là có một cái cửa đi vào, một cái cửa sổ, hai cái cửa sổ đúng không? Rồi, bây giờ đây là cái sơ đồ của cái căn phòng đó. Và bây giờ nhiệm vụ của mình là nghe 6 cái vật. Ở đây là có 7 cái nội thất này, furniture, 6 cái nội thất này vào trong cái căn phòng này, ok. Và bây giờ mình trước tiên là phải biết được cái những cái đồ vật này gọi là như nào đã. Thì bây giờ cô cho mình cùng tìm hiểu nhé. Rồi, đầu tiên cô thấy cái lò sưởi gọi là fireplace. Fireplace. Các bạn cùng đọc với cô nhé. Fireplace. Ok, cái tủ quần áo đọc là wardrobe. Wardrobe. Ok. Table, cái bàn rất dễ rồi, table. Tiếp theo, shelf. Shelf là cái giá sách. Rồi, cô có cái tiếp theo là cái ghế đầu là stool. Stool, có chữ L cuối, vậy thì mình cuốn lưỡi lên nhé. Stool, ok. Và cái tiếp theo là dễ rồi nè, sofa. Cuối cùng là bed. Rồi, vậy thì các bạn nào chưa biết từ vựng, chưa biết từ nào thì hãy dừng video tại đây và ghi vào vở của mình từ mới nhé. Hãy nhớ là học tiếng Anh là phải học từ mới cho cô Hà, nhớ chưa? Ok. Rồi, thế thì bây giờ khi mình đã biết đọc tên các đồ vật này rồi thì mình hãy cùng nghe video để xem là những cái đồ vật này thì được đặt ở đâu, được đặt ở cạnh cửa sổ này, next to the window or next to the door. Thì cùng nghe nào. Ok, listen. Bật lại nhé. Okay, bây giờ mình nghe này. And draw the furniture in the correct place. Nick's staying in the tiger room. We're staying in the bear room. Nick thì staying in the tiger rooms là bạn Nick thì đang ở phòng của con gì nhỉ? Con hổ đúng không? Ở video lần trước mình đã học về con hổ đúng không? Phòng con hổ. Nhưng mà bố mẹ bạn ấy thì đang ở bear rooms. Các bạn nào biết con bear là con gì không nhỉ? Bear là con gấu, ok. There's a big bear near the door. There is a big bed near the door. À, vậy thì mình có cái bed là cái giường đúng không? Near là ở gần. Cái gì nhỉ? Door là cái cửa ra vào. Vậy thì cô sẽ thả một cái tìm ở đây nhé. Là biểu hiện của cái phòng, biểu hiện của cái giường ngủ. Đấy, giường ngủ. Ok, là mình nghe tiếp nhá. The bear is actually a fireplace. In the far corner there is a window. The shelves are right in front of it. The shelves are right in front of it. Ok, vậy là cái giá sách thì cái giá sách cũng sẽ là sao? Giá sách thì right in front of the window. Thì có thể là ngay trước cái cửa sổ thì có thể ở vị trí này hoặc là vị trí này đúng không? Nghe tiếp này. Next to the shelves is a big bed. There's a wardrobe next to the bed. There's a wardrobe next to the bed. À, vậy thì là lại một cái giường nữa, next to the bed. Một cái wardrobe là cái tủ quần áo. Vậy thì cô sẽ tích cái mũi V này đi, ở gần tủ quần áo. Là cái phòng. Ok, gần một cái giường đúng không? Ok, tiếp nào, mình nghe tiếp nha. Oh, there are also two other windows in the room. In front of these windows, there's a sofa, a table, and two stools. We like the room because it's comfortable. Các bạn ơi, cái này rất là nhiều thông tin đúng không? Câu thứ hai này người ta nói là có một cái hai cái cửa sổ nhỏ. Vậy thì hai cái cửa sổ này
Hai cái cửa sổ nhỏ này chính là cái nơi mà có cái gì đây? Có cái sofa này, sofa có cái mũi tên này, table and a stool. Đây này sẽ có ba cái đồ vật ở đây. Đó, in front of the two windows. Rồi, tiếp này. Còn cái đồ vật nào mình chưa được đánh dấu nhỉ? A fireplace đúng không? Fireplace. Vậy thì mình nghe từ fireplace nằm ở đâu nhỉ? The hotel. Listen and draw the furniture in the correct place. Mình cũng nghe lại này. Nick's staying in the tiger room. We're staying in the bear room. There's a big bear near the door. The bear is actually a fireplace. In the far corner, there is a window. The shelves are right in front of it. Next to the shelves is a big bed. There's a wardrobe. Còn next to the shelf is a big bed. Ở lại một cái giường nữa đúng không? Một cái giường nữa thì cô sẽ lại thả tim ở đây. Đây là cái giá sách mà. Thế thì có một cái giường nữa ở đây. Ok, next to. Rồi. Cô nghe thấy từ fireplace. Các bạn biết đoán ở đâu không? Nó ở ngay cái đoạn đầu video này. Nó bảo là ngay cái giường gần cái cửa sổ ấy. Vậy thì cô sẽ dự đoán nhé. Cái fireplace nó sẽ ở đoạn này hoặc là ở đoạn này hoặc ở cạnh với cái giường. Ok. Rồi. Bài tập thì cô đã chữa rồi. In the correct. Tiếp theo này, mình sang phần tiếp theo là phần bài tập writing tips, how to write an email to a friend. Ok. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ học một số tips để viết cái gì đây nhỉ? Email là cái lá thư điện tử đấy. Rồi, phần đầu tiên sẽ là in the subject line, là trên cái phần tiêu đề ấy, thì hãy viết thật là ngắn gọn thôi về cái chủ đề. Ok. Thứ hai là bắt đầu thư, begin the email with the greeting, là phải là chào trước này. Ví dụ như là dear, rồi tên người và người nhận, hi gì đó hoặc là hello. Rồi tiếp này, phần introduction là phần mở đầu, phần mở bài đấy, thì sẽ là mình có thể hỏi thăm sức khỏe của họ, hỏi thăm sức khỏe của anh ấy, hoặc là nêu cái lý do vì sao mình đã viết cái email này. Tiếp theo lại vào cái phần thân bài. Thân bài thì mình sẽ nói về cái mục đích chính của email, về cái nội dung của email mà mình viết. Thì mình sẽ viết khoảng 1 đến 2 đoạn. Sau đấy là phần kết bài. Kết bài thì mình là cái đoạn cuối cùng ấy, thì mình sẽ gồm cái gì nhỉ? Nói lời chào này, say goodbye này, hoặc là nói là bạn hãy viết lại thư cho tớ nhé, please send your message for me. Ok. Hoặc là lời cảm ơn thẳng dạ. Rồi mình sẽ làm gì nhỉ? Cuối cùng là mình sẽ ký tên. Đó là một trình tự của lá thư. Các bạn có thể dựa vào những cái chú ý ở trong sách này đã có rồi, cô chỉ chỉnh chiếu lên thôi để mà mình hoàn thành lá thư của mình nhé. Rồi bây giờ mình sang cái tiếp theo này. Đây chính là một lá thư mẫu của cô và cô vừa mô tả cho các bạn đấy. Bây giờ mình cùng đọc lá thư này và hoàn thành nó, cùng sửa nó nhé. Rồi, cô có lá thư from Miss W. Đây là một cái địa chỉ email đúng không? To một cái địa chỉ email khác. Và subject là cái chủ đề của đây là My house. Hi Sophia. Xin chào Sophia. Thanks for your email. Now I will tell you about my house. À đấy, bạn ấy đã dẫn luôn là tớ sẽ nói cho bạn về ngôi nhà của tớ. Đây là một câu mở đầu. I live with my parents and younger brother in the townhouse. Ở đây có từ townhouse là ngôi nhà gì nhỉ? Ngôi nhà ở thành phố. It is big. There are 6 rooms. A living room, phòng khách này. A kitchen, phòng bếp. 2 bedrooms là phòng ngủ và 2 bathroom, ok, là phòng tắm. I like bedroom best. Tớ thích cái phòng ngủ của tớ nhất. Ok, we are moving to an apartment soon. Chúng tớ sẽ chuyển tới một cái gì nhỉ? Apartment là gì? Các bạn hãy tra lại từ cuốn cho cô nhé. Apartment, căn hộ. Tớ sẽ chuyển tới một căn hộ sớm thôi. What about you? Còn bạn thì sao? Where do you live? Bạn đang ở đâu? Tell me in your next email, là hãy trả lời lại tớ ở trong cái thư điện tử tiếp theo.
Và best wish là chào thân ái. Là xong rồi ký tên là gì nhỉ? Me. Ok. Vậy thì bây giờ mình phải sửa như nào đây? Mình thấy trong cái email này bạn ý không viết hoa đúng không? Đây này, hi Sophia. Rồi mở đầu bạn không viết hoa này. Vậy thì mình cùng xem nhé. Mình phải sửa lại này. Hi Sophia, viết hoa rồi này. Thanks for your email. Đầu tiên là mở đầu là chào và cảm ơn này. Cảm ơn vì cái lá thư bạn ấy đã viết cho mình trước này. Rồi nói cho bạn ấy chủ đề, sau đó mình tách ra. Đấy là một đoạn rồi. Đoạn thứ hai là thân bài. Là mình sẽ nói về cái chủ đề mình muốn nói, mình miêu tả về ngôi nhà của mình. Rồi mình lại phải xuống dòng. Xuống dòng thì cái đoạn kết bài là cái đoạn mà mình sẽ chào bạn ấy và hỏi thăm bạn ấy. Và cũng như là bảo là bạn ơi hãy gửi lại cho mình lá thư nhé. Vậy thì hãy viết cái tách thành 3 đoạn cụ thể nhé. Và cuối cùng là best wish me. Đó, vậy thì mình đã thấy ở bạn Mi này là có hai lỗi. Một lỗi là bạn ấy không tách đoạn. Thứ hai là bạn ấy chưa biết hoa. Vậy thì các bạn hãy chú ý những cái lỗi này để mà không tránh như bạn, không bị gặp, không mắc phải như bạn Mi nhé. Rồi, bây giờ sẽ là nhiệm vụ các bạn về nhà. Các bạn sẽ viết một cái lá thư dành cho cái bạn Nick và nói với bạn ấy about your idea, cái ý tưởng của mình á, về cái phòng mới của mình, về cái phòng mới của mình ở cái ngôi nhà, ở cái khách sạn Crazy House Hotel. Đây là cái ngôi nhà mà các bạn tưởng tượng ra. Vậy thì các bạn hãy tự làm cho mình một cái ngôi nhà riêng và hãy viết lá thư cho bạn Nick nhé. Rồi, bài tập về nhà của các bạn sẽ gửi lại cho cô vào trong Zalo nhé. Ok. Ok, vậy là mình đã kết thúc bài hôm đấy rồi. Hôm đấy kết thúc bài Skill 2 rồi. Bây giờ cô sẽ dừng video ở đây. Và nếu các bạn muốn theo dõi tiếp video của cô thì hãy cho cô xin một like, share và subscribe cô nhé. Và video tiếp theo thì cô sẽ chữa cho mình phần looking back. Vậy thì hãy các bạn hãy chờ video tiếp theo của cô nhé. Bye bye.